chỉ đi một mình. Nhưng mà học sinh ở trên xe 16 chỗ, tầm khoảng 18-19 người. Nói thấy có một người phụ nữ mặc đồ màu trắng, tóc dài, ngồi trên xe. Nên tôi mới hỏi lại xem thế nào. Vì hầu hết mấy em học sinh trên xe 16 chỗ đều quen biết con trai tôi, nên tôi mới hỏi, có ai thấy người mà đi cùng với anh Séc, họ có bị gì không? Người phụ nữ mặc đồ màu trắng ấy, cứu hộ cũng khẳng định là không có ai. Đi một mình. Cháu đi một mình. Đến với người thách thức ma hôm nay, như thường lệ phải nói trước với quý khán giả là cả năm người chúng tôi chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện và biết khách mời. Dù là vấn đề lớn hay nhỏ, chúng tôi đều không biết. Hãy cùng xem vấn đề của khách mời là gì và chúng tôi có thể giúp gì được hay không. Xin mời. Khách mời của chương trình người thách thức ma hôm nay là chị Rem Chăn Rem, 50 tuổi. Hiện tại chị là công chức tại tỉnh Múc Đa Hãn. Chị Rem sinh vào ngày tháng nào? Sinh vào tháng 3 năm 1970. Ngày mấy? Ngày 24. Ngày 24 tháng 3, số nhà của chị là số mấy? Tôi ở 163. 163. / 11. Biển số xe của chị số mấy? Biển số 419. 419. Vâng. Xe ô tô hay xe máy? Xe máy. Là xe máy. Ok, vậy được rồi chị Rem, xin mời chị Chen. Hôm nay chị Rem đến với chương trình Người Thách Thức Ma. Trước khi chị đến đây thì chị Rem có từng nói gì với người đã qua đời, là hôm nay chị Rem sẽ đến tham gia chương trình này không? Có nói gì không? Có nói. Hiện giờ tâm hồn của chị Rem Vẫn bị ám ảnh. Vâng. Chị không thể quên. Chị không thể quên được người thân của mình. Không nghĩ rằng người đó lại ra đi nhanh như vậy. Không kịp nói lời từ biệt. Không có dấu hiệu hay cũng không hề có linh cảm gì luôn. Vâng. Chị không hề có linh cảm để biết trước là người đó sẽ ra đi. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn nói là tôi cảm nhận được. Đó là vong hồn của một người con trai. Và hình dáng của cậu ấy. Tôi xin lỗi khi phải nói điều này. Mặt của cậu ấy chỉ toàn là máu. Rồi xương ở phần này bị gãy. Ở khu vực này, giống như phần cổ sau, giống như là không phải là cổ, mà là ở đây là xương quai xanh. Đúng rồi, giống như ở đây cũng có máu. Là người lớn hay trẻ con? Là một cậu thanh niên còn rất trẻ. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết của cậu ấy là hình ảnh một đứa bé. Và con của chị cũng nghĩ đến hình ảnh của chị trước khi chết. Và cả người của cậu ấy rất đau đớn. Hiện giờ vong hồn vẫn chưa đi đâu. Hiện tại vong hồn ở đâu chị Chen? Tôi xin phép. Vâng. Chị Rem đang ngồi ở đây thì vong hồn đang đứng ở góc phòng, ở góc tối đó sao? Vâng. Nhưng nếu đúng là cậu ấy, chị Chen thử đứng ở đó được không? Ở phía sau. Tôi xin phép. Ở phía bên đó luôn sao? Vâng, ở đây. Ở đây. Cậu ấy, tôi xin phép, cậu ấy đứng ở đây. Chị Rem quay lại đi. Cậu ấy mặc áo màu xanh dương, là một cái áo sẫm màu. Tôi xin phép nhé. Hiện giờ còn ở đó không? Đó là lúc nãy tôi cảm nhận được. Còn bây giờ thì không. Cậu ấy không ở lâu được vì thổ địa chỉ cho ở lại một chút thôi. Cậu ấy đứng như thế nào chị Chen? Cậu ấy đứng thế này và có đeo kính, và mặc áo màu xanh dương. Tôi nhớ cái áo cậu ấy mặc có màu tối, giống như là màu xanh dương. Cũng hơi giống màu xanh đen một chút. Chị Rem này, cậu thanh niên này là ai? Con trai tôi. Vậy sao? Vâng. Cậu ấy bao nhiêu tuổi? 25 tuổi.
cậu ấy đã mất. Vâng, mất rồi. Nguyên nhân gì? Xe tông vào nhau. Phần cổ cậu ấy gãy sao? Vâng, chân cũng bị gãy. Tay của cháu cũng bị gãy luôn. Cậu ấy có mang kính không? Có, vì cháu bị cận từ nhỏ. Cậu ấy muốn nhắn nhủ điều gì đó liên quan tới cháu. Vì giọng của cậu ấy rất nhỏ. Nhờ chăm sóc cho cháu. Với lại chăm sóc cho guitar. Nghĩa là gì vậy chị? Con tôi là nhạc công, làm việc ở tỉnh Múc Đa Hãng, ở khu Ta Quang Đen. Khoan đã, để tôi hỏi anh Lưu trước. Anh Lưu viết là nhớ bạn bè trong ban nhạc. Tôi thấy anh Lưu viết như vậy. Khi tôi nghe chị Chen nói chuyện với chị Ren, tôi cũng cố gắng xem thử, vì tôi muốn giúp một phần nào đó. Từ số nhà và những con số ở đây thì tôi cảm nhận được sao lại có một chiếc xe ô tô màu sắc kiểu như là có màu xanh dương hay màu tím gì đó. Và có vẻ như chiếc xe này đã gặp tai nạn và có người đã qua đời, nên tôi viết là người đã chết còn rất trẻ. Rồi hiện giờ tôi thấy người đó ở một nơi giống như nhà gỗ, nhưng có vẻ như nó vẫn chưa được xây dựng xong. Rồi cậu ấy có nói một câu là cậu ấy nhớ bạn bè trong ban nhạc. Chuẩn quá. Khoan đã, lúc mất cậu ấy đi xe gì? Xe ô tô. Chiếc xe có màu gì? Xe của cháu có màu giống như anh Lưu vừa miêu tả. Không hẳn là màu tím, cũng không hẳn là màu xanh dương. Màu hơi tối sao? Vâng. Chị có thể kể lại sự việc đã dẫn đến cái chết của con mình không? Là sự việc xảy ra ngày nào và như thế nào? Hôm đó là ngày 30. Cháu tan làm vào khoảng 12 giờ đêm. Bình thường cháu không thích la cà. Theo quy định ở Ta Quang Đen thì sẽ đóng cửa vào giờ đó. Bình thường thì 1 giờ sáng là cháu về tới nhà. Cậu ấy là nhạc công? Vâng. Nhưng hôm đó là sinh nhật của ca sĩ ở Ta Quang Đen. Mọi người ra ngoài ăn uống. Tất cả thành viên trong ban nhạc đều tham gia cho tới sáng. Nhưng bà nội đợi, vì 5 giờ mỗi sáng cháu sẽ đến lấy cơm. Nhưng hôm đó bà nội gọi không được, cũng không thấy cháu tới lấy cơm. Cho tới hơn 7 giờ sáng thì mới biết cháu gặp tai nạn. Xe cháu đụng với xe đưa rước học sinh. Xảy ra ở đâu? Ở gần trường Bùng Ụ Thai, tỉnh Múc Đa Hãng. Xe của cháu bị bể. Toàn bộ xe. Vì bánh xe của xe cháu là xe gầm thấp, tông vào xe 16 chỗ. Xe 16 chỗ cũng bị bể đầu xe. Nhưng xe của cháu nặng hơn. Thì con bị tử vong ngay tại hiện trường luôn. Cậu ấy đi cùng với ai? Cháu chỉ đi một mình. Nhưng mà học sinh ở trên xe 16 chỗ, tầm khoảng 18-19 người, nói thấy có một người phụ nữ mặc đồ màu trắng, tóc dài, ngồi trên xe. Nên tôi mới hỏi lại xem thế nào. Vì hầu hết mấy em học sinh trên xe 16 chỗ đều quen biết con trai tôi, nên tôi mới hỏi có ai thấy người mà đi cùng với anh Séc, họ có bị gì không? Người phụ nữ mặc đồ màu trắng ấy cứu hộ cũng khẳng định là không có ai. Đi một mình? Cháu đi một mình. Cháu tử vong ngay tại hiện trường. Khoan đã, có ai khác nhìn thấy nữa không? Trước đó thì, trước khi xảy ra tai nạn, có một người thầy giáo chạy ngang qua xe của cháu. Thầy ấy cũng quen biết cháu. Nói là lúc chạy ngang qua thấy có một người phụ nữ đi cùng, mặc đồ trắng, tóc dài, đi cùng xe với cháu. Vâng. Vậy thật sự trên xe của cháu có mấy người? Một người. Chỉ một người? Vâng. Kỳ lạ quá. Guitar. Nếu nói tới guitar thì đó là cây đàn cháu rất quý. Cháu cũng vừa mới mua. Cậu ấy mới mua? Vâng, cháu mới mua. Chị vẫn còn giữ nó? Vẫn giữ. Tôi đều giữ lại những đồ vật của cháu. Ngoài ra cậu ấy còn nhắc tới một đứa bé. Đó là cháu mà cháu rất yêu quý, có hai người cháu. Cậu ấy nhắc tới cháu và nhắc tới. Thật ra vong hồn nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ tập trung và nghe được hai điều thôi.
đó là nghe nhắc tới cháu và guitar. Tôi muốn biết là guitar mà cậu ấy có thì có cây nào có màu giống như là màu xanh nhạt hay là màu xanh lá cây không? Guitar của cháu có màu giống như anh Lưu nói. Anh Lưu nhìn thấy sao? Giờ nó đang ở đâu? Hiện giờ nó ở Múc Đa hãng. Tại sao nó lại ở đó? Vì cháu ở đó. Cậu ấy ở đó nên giờ guitar ở đó. Vâng. Lúc mà cháu mất thì guitar ở trong xe. Guitar chú của cháu đã sửa lại rồi. Sau đó thì mang nó về nhà để cất giữ. Nếu có di ảnh của cậu ấy thì có thể để nó ở cạnh di ảnh. Vâng. Vậy còn căn nhà chưa xây xong là có thật không? Có. Là nhà của cháu. Cháu đi xin gỗ cũ về để cất nhà. Tôi có viết là nhà gỗ hoặc nhà chưa xây xong. Đúng vậy. Gỗ. Hầu hết đều là gỗ vụn. Cháu mang về để cất nhà nhưng vẫn chưa hoàn thành. Cậu ấy tự làm sao? Vâng, cháu tự tay làm. Ở gần cánh đồng. Hôm nay đến đây chị muốn giúp điều gì? Tôi muốn hỏi về chuyện của người phụ nữ đó. Là có liên quan hay không? Vâng. Tôi muốn nói với chị là con của chị. Cậu ấy đã tới số. Nghĩa là số mệnh cậu ấy được định sẵn như vậy. Cậu ấy phải qua đời như vậy. Đó là số mệnh và nhân quả. Những việc cậu ấy đã làm đó chị, không liên quan tới người phụ nữ mà nhiều người đã nhìn thấy như lúc nãy chị đã kể. Không phải là do oan gia trái chủ lấy mạng. Hoàn toàn không phải. Có thể đó là oan gia trái chủ, nhưng không phải là nguyên nhân khiến cậu ấy qua đời. Không thể xảy ra được. Cái này cần phân biệt rõ ràng. Bởi vì nếu chúng ta vẫn nghĩ là do người phụ nữ bí ẩn mà mọi người nhìn thấy đã làm, nó sẽ khiến cho chị suy nghĩ nhiều về điều đó, hoặc sẽ tức giận vì người đó đã hại con mình. Đó là nhân quả của con trai chị và phải qua đời theo cách như vậy. Chị Chen đã khẳng định rằng người phụ nữ đó không liên quan gì tới cái chết của con trai chị, đúng không? Vâng. Anh Lưu có bổ sung gì không? Cậu ấy sinh ngày nào? Ngày 18 tháng 6 năm 1995. Tuổi con gì? Tuổi con trâu. Sinh vào chủ nhật. Xin lỗi tôi nhầm, sinh năm con heo. Xe biển số mấy? 6906. Là xe ô tô. Tôi phải khẳng định giống như chị Chen, là cậu ấy đã tới số tới mệnh, nhưng không nhìn thấy người phụ nữ đó. Có thể vì nhân quả mà họ phải gặp nhau. Bởi vì tôi có lý do để khẳng định như vậy, chứ không phải là tôi nói theo như chị Chen đây. 18 cộng với tháng sinh là tháng 6, thì ta được số là 24, 24, số tổng 24, nghĩa là cái chết. Có cái chết theo sau. Biển số xe có 6 trước 6 sau, nghĩa là quan tài. Số 9 nghĩa là người trẻ tuổi, chính là con số mà chị lo lắng. Biển số xe của chị là 419, số 4 là cái chết. Số 1 thì có nghĩa là người nhỏ tuổi hơn, cũng chính là số 9, nghĩa là sẽ có một người nhỏ tuổi trong gia đình chị qua đời. Khớp với biển số xe của cậu ấy là 6906. Số 9 ở sau cái chết chính là con cái hoặc người nhỏ tuổi hơn. 24 nghĩa là đã tới lúc. Tôi cũng muốn hỏi về căn nhà đó. Là cháu muốn giữ lại hay muốn tháo dỡ nó? Nếu muốn tháo dỡ thì cũng được, nhưng phải báo với cậu ấy một tiếng. Vì tôi viết ở đây là cậu ấy đang ở ngôi nhà gỗ chưa xây xong, nghĩa là cậu ấy rất lo lắng và chắc yêu quý ngôi nhà này lắm. Có vẻ như cậu ấy mơ ước có được một căn nhà do chính tay mình làm, đúng không? Đúng vậy, chính tay cháu làm. Nếu tin rằng cậu ấy vẫn còn ở đó, thì trước khi tháo dỡ nên báo với cậu ấy một tiếng. Chị này, nếu trong lòng chị đang nghĩ làm thế nào để biết cậu ấy đã siêu thoát, thì chị hãy đi tìm một cái ghế ở dưới tán cây. Là một cái ghế gỗ. Khi mà chị giải quyết xong nhà cửa, rồi bảo cậu ấy hãy siêu thoát. Nếu có một cơn gió thổi qua, thì đó là tín hiệu cho thấy cậu ấy đã đi rồi. Tôi không biết ở quanh đó có hay không. Có. Là ở căn nhà đó. Có gì vậy? Ở nhà của cháu.
Có, vâng. Ở dưới cái cây. Đúng vậy. Có thật là như vậy không? Vâng. Vào ngày hôm đó chị sẽ biết là con của chị đã đi đến nơi dành cho mình rồi. Chị ấy cần ngồi lên ghế không anh Lưu? Không phải, vì lúc nãy chị ấy hỏi phải làm sao với căn nhà gỗ đó. Nếu như muốn làm gì thì cứ báo với cậu ấy. Sau khi đã nói xong thì dấu hiệu để chị ấy nhận biết khi đã nói xong với con là nếu như có cơn gió thổi nhẹ qua sau khi chị ấy đã làm xong mọi thứ thì điều đó cho biết là cậu ấy đã từ biệt chị ấy rồi. Trước khi kết thúc chương trình, chị Chen có lời nào muốn chia sẻ với chị Rem không? Tôi muốn chia sẻ với chị, tôi hiểu tấm lòng của người làm mẹ, là khi mất đi con của mình và cũng chính là điều mình yêu quý nhất, không ai muốn sự việc này xảy ra cả chị à. Tôi mong là chị hãy thật mạnh mẽ, vì hiện giờ con của chị, cậu ấy, muốn chị sống với hiện thực và phải sống thật mạnh mẽ. Đừng suy nghĩ nhiều và đừng khóc thường xuyên như vậy, vì như vậy, vong hồn sẽ khó mà siêu thoát được. Và tôi muốn nhắn nhủ chị, nếu như muốn con của mình được thanh thản và nhận được phúc đức, thì chị hãy làm phúc trong khả năng của mình. Chẳng hạn như bố thí, hay là tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền và tu tại gia. Vì khi chị làm như vậy thì sẽ làm cho tâm hồn của chị sẽ được thanh thản hơn và có thể sống một cách vui vẻ. Chị phải cố gắng chấn tĩnh lại và mạnh mẽ nhất có thể. Nếu không thì vong hồn cậu ấy vẫn sẽ quanh quẩn một chỗ, vì lo cho mẹ và các cháu, lo lắng cho những người mà cậu ấy yêu quý. Cậu ấy sẽ không thể đi đâu nếu như những người mình yêu thương vẫn đau lòng và khóc như vậy. Vong hồn có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Tôi mong là chị hãy thật mạnh mẽ, cố lên chị nhé. Đây là câu chuyện về con trai của chị Rem đã xảy ra tai nạn với xe đưa rước học sinh và tử vong. Tại hiện trường, nhiều người nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn ngồi cùng xe với nạn nhân, nhưng chị Chen đã nhìn thấy vong hồn bí ẩn đó và khẳng định rằng nạn nhân ra đi là vì số mệnh. Vong hồn đã kết nối với anh Lưu và cho biết mình nhớ bạn bè trong ban nhạc và nhờ nhắn lại với chị Rem là con sẽ đợi mẹ dưới tán cây ở nhà.